Hôm nay khảo sát xuống là cái bán hiệu cho cửa hàng Anh Hùng ở Nhân Trạch. Mẹ và bé vô bữa đó anh có phát có cái lo kéo di động không, mình gửi cái file của cái bên em không có lo, chỉ có file gửi cho anh rồi anh phát thôi, phát để mà nó giới thiệu về chương trình khai trương á, là những sản phẩm mẹ và bé rồi Yến này kia, nói chung là có. Ủa anh này máy tính anh để đâu anh Hùng? Hả? Không, để đâu cũng được á. Nhưng hồi em đúng rồi. Rồi em máy tính hồi để trong nhà cũng được nữa, miễn sao có mạng là được. Cứ để đi, tí đi. Miễn sao có đầy đủ kết nối mạng là ok nè anh. Dạ. Không phải lắm sang, chuyển nhà xong rồi để nguyên lại luôn đấy. Ăn mới để hôm qua bảo trục đường chính Nhân Trạch chắc lái vừa thường. Anh Hồng ơi, có khách tiệm anh Hồng ơi. Chà tí đi chị. Anh ơi, có khách tiệm anh Hồng. Có khách. Chào cô.